Lĩnh vực vô địch đang mở rộng, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Vũ Châu, Lục Châu, Quảng Châu, Phong Châu, U Châu, Thập Vạn Đại Sơn, Quỷ Châu, Xích Châu, Vân Châu, Lôi Châu. Cần bao lâu? Rất nhanh. Ngay cả châu chủ cũng chết rồi, hay là chúng ta đầu hàng đi? Quá thảm rồi, quá thảm rồi. Khi đầu của châu chủ bị chém xuống còn đang cười. Cửu Châu mất đi Trần Trường An, sẽ đi về đâu đây? Lẽ nào chúng ta cái gì cũng không làm được sao? Chuyện chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có một chuyện. Nhìn cái đầu vô dụng của Trần Trường An này đi. Ngươi không phải rất biết chém gió hay sao? Sao không chém tiếp đi? Thí Thiên Đại Nhân, người của Hạ Giới đưa Cửu Châu Đỉnh tới rồi. Ồ. Đại lục Cửu Châu nguyện dâng lên Cửu Châu Đỉnh, mong Thiên Nhân Thượng Giới tha cho chúng ta. Dâng lên. Hành vi của Trần Trường An đều không phải là ý nguyện của người dân Cửu Châu. Tất cả mọi chuyện đều là hắn tự mình làm chủ. Tội nên do Trần Trường An gánh, may mắn có Thượng Tiên tiêu diệt hắn, trả lại sự bình yên cho Cửu Châu. Có nó thì vùng đất Cửu Châu này chính là của ta rồi. Vinh hạnh không? Đám kiến của Cửu Châu các ngươi sẽ trở thành gậy, năng lượng, cho ta tiến dài tiên tôn. Cái gì? Cái gì? Hắn muốn hấp thu năng lượng của đại lục Cửu Châu, đây chính là mục đích của hắn sao? Tới cuối cùng chúng ta chỉ là bò dê đợi chết thôi sao? Mất đi Trần Trường An, chúng ta cái gì cũng không làm được. Cái này là giả. Khốn kiếp, dám dùng đồ giả lừa ta. Không, vạn bối không dám, Cửu Châu Đỉnh luôn nằm trong tay Trần Trường An, chúng ta không rõ. Nếu có vấn đề, nàng ta... Phu nhân của Trần Trường An, nàng ta nhất định biết. Ta giết ngươi! Người đâu? Đi lục sạch nàng ta cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem nàng ta có thể giấu Cửu Châu Đỉnh ở đâu. Chúng ta tới đây. Các thiên kiêu của tiên vực Huyền Vũ, Nguyên Anh Cảnh. Ta khuyên ngươi hãy dùng sức kêu đi. Ngươi kêu càng to ta càng hưng phấn. Ta tới rồi, ta giúp ngươi đột phá. Đánh chết bọn họ, không thể giao ta cho bọn họ. Hơ, lực lượng của ta sao lại mất rồi? Đột nhiên tan biến. Đồ cản trở, ngoan ngoãn ở yên đó cho ta. Tiên soái cảnh đỉnh phong, tiên nhân hộ đạo. Tiếp tục. Ta thích dạy vò cái loại tiểu nương tử như thế này. Thiên kiêu, chúng ta chẳng qua chỉ là phân thân hạ giới, ngược lại muốn xem ngươi có thể giết được bao nhiêu. Bảo bối của ngươi, ngươi gọi hắn xem hắn có phản ứng gì không. Đứng lên. Rác rưởi, không tự lượng sức mình. Phu quân. Hử? Phu quân. Trần Trường An đã chết rồi, sao còn không giao Cửu Châu Đỉnh cho tiên nhân? Tiên nhân lại nổi giận thì phải làm sao? Nữ nhân đó làm sao vậy? Bản thân muốn đối kháng với tiên nhân, kéo chúng ta xuống nước sao? Giang Toàn Sở, vì Trần Trường An vậy mà làm tới mức này. Nhưng chúng ta thì sao? Lão tặc Phong Thanh, nếu hắn không nói ai sẽ biết Cửu Châu Đỉnh ở trên người nàng ta cũng sẽ không... Thật ngốc mà, nàng ta muốn thay Trần Trường An bảo vệ Cửu Châu Đỉnh, ngay cả Trần Trường An cũng chết rồi, nàng ta lại có thể kiên trì tới khi nào? Chỉ như vậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi sao? Một mồi lửa đốt hai người họ thành tro, đến lúc đó Cửu Châu Đỉnh tự nhiên sẽ xuất hiện. Đi chết đi, những thiên kiêu chuyển thế... Ta không nhìn nổi nữa, một tiểu cô nương có gan hơn chúng ta còn có mặt mũi gì nữa chứ? Dù sao cũng là chết, thể diện ra sao do bản thân nói mới tính. Các ngươi hiếp người quá đáng,
tới đi. Đám kiến này cũng muốn tạo phản. Cái đồ không biết sống chết, muốn làm Trần Trường An thứ hai thì cho các ngươi tội nguyện. Thế nào cũng sẽ chết, cũng không bằng liều một lần. Ta chịu đủ rồi, tiên nhân cút khỏi Cửu Châu. Đi chết đi, tiên nhân khốn kiếp. Theo các châu chủ xông lên, xông lên. Người Cửu Châu tuyệt đối không làm nô lệ. Nhìn kìa, một đám súc sinh đang lao về phía ta. Bản hoàng tử thiêu rụi. Xông lên cái gì? Các ngươi xông lên cái gì? Một đám ngu ngốc, loại tinh thần này đối với tiên nhân mà nói không đáng một xu nào. Ta muốn sống, sống tạm tới khi tiên nhân rời đi hết mới là đúng. Lần này tất cả đều kết thúc rồi. Tiên nhân khốn kiếp, khốn kiếp. Ừ. Cửu Châu đã chấm hết rồi. Cứu mạng! Mẹ kiếp, các ngươi không phải là tiên sao? Sao lại có dáng vẻ của ác quỷ chứ? Ai tới cứu chúng ta với? Tàn sát không có lý do, muốn chạy trốn cũng không chạy trốn được. Tuyệt vọng, bất lực, ý hận không thể giải phóng. Đều đã chết hết rồi. Bách tính của Vân Châu gần như chết hết. Phần thưởng này không tệ chứ. Hận không, đau không. Quy tắc của tiên giới có quá nhiều, thực sự quá nhiều rồi. Đè nén đã quá lâu. Giết đi, đánh đi, dùng ước mơ đơn giản nhất. Nếu đã chọn đối kháng với chúng ta thì phải triệt để tới cùng. Sư phụ, ngươi sao còn chưa xuất hiện, quá muộn rồi. Ngươi lại là ai? Gọi cái quái quỷ gì? Giới thiệu chập sau, ngươi chết sống lại. Ngươi... giết chết hắn rồi. Chuyện gì vậy? Mình bị công kích sao? Công kích ngay cả mình cũng không nhìn rõ sao?